Sáng ngày 21 tháng 1, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Ngọc Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội có chủ đề Đoàn kết xung kích sáng tạo khởi nghiệp. Năm năm qua, công tác hội và phong trào thanh niên phường Ngọc Sơn đạt được nhiều kết quả. Hội thực hiện 5 công trình phần việc thanh niên, phối hợp tặng 251 xuất quà với tổng trị giá 75 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường trên 400 lượt tình nguyện viên tham gia 60 buổi hỗ trợ tiêm chủng tại trạm y tế phường, 80 năm hội viên thanh niên tham gia các chốt trực kiểm soát dịch COVID-19, hội thành lập hai mô hình tiếp sức mùa thi và tổ công nghệ số cộng đồng, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kiến thức, kỹ năng cho thanh niên trong sinh hoạt và phát triển kinh tế. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt từ 75% trở lên trong 5 năm, giới thiệu 30 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong nhiệm kỳ 2024-2029, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Ngọc Sơn đề ra 10 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó đảm nhận từ 5 đến 10 công trình phần việc thanh niên, cảm hóa ít nhất 10 đến 15 thanh niên chậm tiến, thành lập và duy trì ít nhất 1 đến 2 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển, hội tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 1.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 100 thanh niên, phối hợp với tổ chức đoàn và các tổ chức tín dụng hỗ trợ thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế đạt ít nhất 2 tỷ đồng hai năm kết nạp 20 đến 35 thanh niên vào hội liên hiệp thanh niên, duy trì và nâng cao tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên từ 65% trở lên, giới thiệu từ 5 đến 7 thanh niên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Ngọc Sơn khóa 5 gồm 11 ủy viên, cử 6 đại biểu chính thức dự đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận lần thứ 6. Chủ tịch Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Ngọc Sơn khóa 4 Lê Anh Tuấn được các đại biểu tín nhiệm bầu làm chủ tịch Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường khóa 5. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận tặng giấy khen cho hai tập thể, hai cá nhân, Ủy ban nhân dân phường Ngọc Sơn tặng giấy khen cho một tập thể và bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên phường nhập kỳ 2019-2024.